Chào các bạn. Hôm nay cả team tụi mình có một chuyến đi rừng nha bạn. Ở đây là rừng hát bà Tánh Linh của Bình Thuận nha bạn. Và hôm nay team mình là sẽ làm một cái thử thách 25 giờ đi rừng. Và thử thách 25 giờ quan trọng nhất chính là lấy giờ nha bạn. Bắt đầu nha bạn. Bắt đầu. Thời gian này nó chỉ cứ chạy tới các bạn. Khi mà dừng lại thì chúng ta sẽ lỗ, nó đâu chạy đâu. Mình phải bắt đầu nha. Nói chung là tụi mình sẽ đủ 25 giờ thì tụi mình sẽ kết thúc cái video này. Và đầu tiên thì mình sẽ review đồ của từng người các bạn. Trời ơi, phụ. Ba lô anh chắc cũng phải 40-50kg. Mỗi thằng đều có một cái ba lô các bạn. Và đặc biệt là đồ của ai người nấy xài, không có vụ xài chung nha. Nên mình vé khá là nhiều các bạn. Chúng ta sẽ review sơ đồ của từng người để xem là tụi nó có bích, có logic hay không nha. Đầu tiên là bé An. Quá nhiều các bạn. Trong đó có một cái võng, một cái túi ngủ và một cái tấm bạc này là chủ yếu là anh. Coi như là đồ ăn thôi, đồ ăn liền. Nói chung là ăn là nó như vậy, đơn giản vậy thôi các bạn. Thôi mình không phải là review đồ ăn nên đơn giản thôi ha. Rồi tiếp theo vậy mở ra coi có gì đặc sắc không em. Em không anh. Đây, em có đem võng. Đi ngủ mà, đi gần mà đem cái võng mà bự hơn nó nữa kìa. Cho họ. Trong đây là dụng cụ vệ sinh cá nhân. Nước ngọt. À, chút bánh để đánh răng nè đúng không? Đúng rồi. Phải có cái quần tiếp theo kìa. Đeo cái kim đó. Cho họ. Em phải đeo cho bằng được mà. Toàn thì cũng có cái giọng giống to dễ với bạn. Có loại giọng nhỏ nó không cần, nó hết giọng bự vậy á. Ngủ mới ấm. Đúng rồi anh ơi. Thì nó có sạc dự phòng, kỳ vai, monitor, túi ngủ rồi cái kiểu. Nói chung là ai cũng mấy cái đồ đơn giản nha bạn. Rồi cái hương qua sơ cái luôn. Nói chung bên trong đây có cái quần nè. Rồi đóng đồ dùng, bánh mì là quan trọng là bánh mì. Mấy đồ ăn vặt cái kiểu, nói chung là đi rừng là chủ yếu ăn nhanh thôi anh. Ăn nhanh là chính. Và hương đặc biệt là đem theo một đôi dép, thêm đôi dài gì nữa. Lại đem về em. Mì với lại miếng ha, với lại cơm nữa. Đơn giản thôi. Tốt sao tốt. Một cái lều một người, mì siêu cay, rồi bánh mì cà rô, xíu mại với bò cụm với bánh Doraemon. Cuối cùng thì mình sẽ review cái túi leo núi rồi nha các bạn. Mình thì mang theo rất là nhiều các bạn, cho là mình là người rất là đàn ông của gia đình đó bạn, phải đem nhiều như vậy để mình vô đó mình làm đồ ăn được các kiểu ra và mình ăn một mình nha. Đầu tiên là mình sẽ có đem dù nè. Cái túi này thì nó có khá là bự các bạn, mình không thể nào review hết đâu nên chỉ quay sơ thôi nha. Mình sẽ có bộ bàn nè, 6 chai nước bổ sung nước nè, một cái áo mưa, nước suối, rồi dao đi rừng rồi các kiểu. Ok, nói chung là bây giờ là tụi mình sẽ bắt đầu đi rừng nha bạn. Bạn nào yêu thích cái series thử thách 25 giờ của tụi mình thì hãy nhấn like, chia sẻ. Càng nhiều lượt like thì tụi mình càng có nhiều động lực và biết có bao nhiêu bạn thích cái series này các bạn. Đặc biệt là nhấn đăng ký kênh, nhấn luôn cái chuông kế bên để mỗi lần tụi mình ra những thử thách 25 giờ khác thì các bạn sẽ nhận được thông báo sớm nhất nha. Ok, đi thôi. Rồi trước khi vào được cái con đường đi rừng thì tụi mình đã phát hiện ra có rất là nhiều điều các bạn. Do ở dưới núi là người ta trồng cái vườn điều các bạn. Nên cho Tú review cái điều gọi là mộng nước. Trời ơi, nó bọng nước kìa. Trời ơi. Cái ghét nhầm anh, nhưng mà nó nhiều nước. Cái này ai hiếu nước là nên ăn. Nói chung là điều thì ăn nó chát chát các bạn, bổ sung tí nước thôi. Nhưng mà tụi mình có hái nhiều nước nên không cần phải hái điều. Tụi mình chủ yếu là lấy hạt nha. Đây, lấy hạt các bạn, lấy vài hạt thôi. Nói chung là tụi mình sẽ lấy hạt điều nha các bạn. Và đây là cái con đường để dành đi lên khát bà nha các bạn. Lên, từng đứa chui vô. Trời ơi, đi thôi. Cố lên. Đang đậu lên em. Đang đi đi đang đậu lên. Wow. Trời, mắt nó móc từ cái chợ. Chân gái nha, chân gái nha. Mày gỡ, nó bị ớt đi nha. Khá là khỏe rồi mấy bạn. Quá đã. Nói chung là với thanh niên tay tráng thì đi mấy con đường này nó quá đơn giản các bạn. Like. Quá tuyệt. Mình đi hồi thì mình phát hiện ra con gì các bạn ơi.
không biết là con sâu đo hay là con dắt nữa. Bây được khúc thì phát hiện được hai khỉ rồi, ăn trái cây gần nữa mày. Ăn giảm bớt trọng lượng anh. Mệt quá. Đi được miếng thì thấy được cây sợi rợn các bạn. Đây cái cây này nè các bạn. Đây cái cây sau lưng mình nè. Đây nó rất là cao, phía trên đó luôn sao mà leo. Con trái nào dưới đất à? Dạ em mới hái được trái nè. Con sóc nó cạp rồi. Anh review đi. Đây là con gì nó ăn nè bạn, con vô găng nó ăn cho tới cái hộp luôn nè. Ước gì được ăn thử trái sầu rừng coi như thế nào. Cái cây nó cao quá bạn ơi, không thể nào mà leo được. Nguyên trái không? Ồ, oh, nguyên trái luôn. Wow, vậy wow. Em lên rửa sạch, lau lau cái rửa biểu diễn thử em. Em biểu diễn hả? Ờ, thì ăn ngon lắm, anh không ăn em. Ăn ruột trong thôi. Đủ luôn rồi. Không. Nó chết ngầm à? Nè, 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 anh nhìn đi không? Ok, nó ăn thử luôn, sợ gì. Dân chơi mà. Ủa vậy sao con sóc nó ăn được ta? Nó không có tí sớ luôn anh. À! Cũng muốn thử. Căng có chút xíu là nó tới hộp rồi các bạn. Chua chua và nó ở dưới bạn ăn không? Cục bột vậy á. Cái bột quá. Trái này phải trái dầu, trái gì đó lạ lắm anh. Nó có cánh giống trái dầu, nhìn là biết bay được. Năm cánh luôn hả? Ừ. Nó bay tốc độ bạc hờ luôn á. Nó mệt. Ba rồi cuối cùng các bạn. Lâm Đại Tú. Tạo nó anh ơi. Tạo nó hả đâu? Tạo nó đang hình tiếp rồi. Nó mệt cực kỳ các bạn. Những người mà khỏe mạnh đó là thường đi cuối như vậy các bạn. Để cho những người đi đầu đó, nó có xỉu thì tụi mình sẽ lượm xác đó nha các bạn. Nên tụi mình phải đi bắt buộc phải đi cuối chứ phải tụi mình mệt đâu. Tụi mình phát hiện được cái cây, phải nói là nó chú tại cây gốc luôn mà. Cái này mà làm cái gâu để dành cho về cho mẹ mình hồi nhỏ, quýt đuối được em mình là hồi rồi luôn mà. Đâu em nghe mà. Đó anh mà tìm được cái gâu này cho Hương là hơi chết Hương à. Ok, đi một hồi tụi mình phát hiện ra chú rừng các bạn. Lỡ phụ anh Lâm Thúc. Trời. Ăn chú tình nãi luôn nha các bạn. Chú rừng. Đừng có phun hộn này, chú hộn mà. Không có cái cơm thế á. Chú là mình bóp cái hộn, ăn chú hộn vậy các bạn. Trông nghe giống giống nghe có mùi rượu. Cái gì bị lên men vậy á. Đúng rồi. Tụi mình đi gần tới bờ suối thì phát hiện ra một cái cây nó có trái đẹp cực kỳ luôn các bạn. Nhìn nè. Như là quả blueberry vậy á. Trời ơi. Wow, nhìn nè các bạn, nhìn nó để bạn đầu bàn tay mình nè, nó màu mè sặc sỡ. Ăn thử nè. Ok, mình sẽ review ăn các bạn. Ngon. Đù thôi. Trái mình không biết trái gì không nên ăn nha các bạn. Và kế bên mình thấy có cái cây nó rất là giống cây dứa, nhưng mà lại có gai đồ các kiểu rất là giống như cái cây dứa ngoài biển các bạn. Nhưng mà trái thì lại không phải nha. Mình sẽ các bạn nhìn trái nó y như là cái trái mít vậy, gai nó rất là nhọn các bạn, đâm rất là đau luôn. Mình chặt ra thử nha. Oh my god. Nó nhớt nhớt và nó có từng khứa thì ông nội cũng dám ăn, nó đang khui nó bạn ơi. Trời quá. À, bạn nào biết trái này trái gì ăn được hay không các bạn bình luận giúp mình nha, chứ mình nhìn là mình không dám ăn rồi nha. À, kế bên dòng suối mình phát hiện có cây nhìn y như cái trăm màu các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là nó không phải bạn ơi. Đây. Chắc mình không dám ăn đâu các bạn ơi. Cái đầu lạ không nên ăn. Và mình phát hiện là có khá là nhiều lan luôn. Lan rừng. Đây lan bạn biết lan gì đó bạn, nhìn đã lắm nè. Bám vô cái dây nè. Đây. Thì một cây lan đó các bạn. Lan rừng. Đây một cây lan đó các bạn. Đây quá đã luôn. Phía có cây trà bá đó nè các bạn. Rỡ nó hồng xuống nè. Đây được một cây lan đó các bạn. Cây lan này nó khá là đã luôn các bạn. Mì nhòn, ốp yếu gầy còm luôn. Quá nhiều lan. À, sau khi đi được khoảng 2 tiếng thì tụi mình đến được một cái con suối bạn ơi. Review các bạn ơi, quá đã luôn các bạn. Mát lắm rồi. Mát lắm hả? Dạ, mát luôn rồi chứ. Cực kỳ đảnh luôn. Ok, để anh vô Tú review nha. Vô Tú. Tớ đúng là nhắc luôn á. Uống luôn anh. Uống luôn hả? Ai à, kìa, quá trời.
Ok, tiếp theo là tụi mình sẽ dựng trại nha bạn. Đa số là đứa nào cũng đem võng hết bạn ơi. Bây giờ tụi mình sẽ lấy đồ ra. Bánh, kỳ vai, Oreos, nước suối bự, áo mưa, cơm, dao, nước chanh muối, áo, bộ nồi nấu ăn, ghế xếp, bàn xếp. Tiếp theo phía ngoài thì mình có trứng nữa bạn. Cà phê, trứng, gói ngủ, võng và quần áo. Ok, bây giờ mình sẽ dàn võng ra nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ dựng bàn ghế các bạn. Mình quyết định là chọn 2 tiếng đi rừng mang vác rất là nặng luôn. Để hơn từ đó là mình có bàn, có ghế để ngồi ăn cho nó sành điệu với bạn. Đây, ghế này là ghế lắp ráp các bạn. Chúng ta sẽ có mấy sợi dây này, mình nhét vô đây. Đó, nhét vô mấy cái lỗ. Nói chung là có thấy lỗ thì nhét vô thôi. Cũng khá là dễ. Rồi, sau đó mình sẽ banh ra. Đó, sẽ nhét cái miếng vải này vô là xong. Đó, đó mình hoàn thành cái ghế các bạn. Và ngồi xuống. Trời ơi, đi suối mà còn có ghế nữa. Cái con gì nó bay tức cái máy bay mình á. Ở đây có gì mấy cái con côn trùng gì nó cứ bay vô tôi mắc cái kìa các bạn. Khá là khó chịu luôn á. Tiếp theo là bàn á, tại nó bu. Mình không có tập trung được bạn, cái con gì nó bu riết à. Đó, mình gáp vô vậy. Tiếp theo là mặt bàn. Ấy cha. Xong. Rồi, bữa trưa rồi, cái đám tụi mình ăn trưa nha bạn. Suối đây nó mát lạnh như là Đà Lạt vậy bạn. Nhưng mà để ăn xong rồi tắm nha. Đầu tiên thì tụi mình sẽ mỗi hàng đã chuẩn bị sẵn các bạn. Clip hôm nay là chỉ đơn giản là trong gần thôi nên không có cầu kỳ nấu nướng gì nhiều nha bạn. Nè, đầu tiên là Toàn ăn gì Toàn? Ăn bánh cago và hai cây xúc xích anh. Uống nước suối hả? Đúng rồi. Xuống quá tràn nước luôn, nước đó là chi em? Để chút em xuống em uống thử luôn. Rồi, đã thì ăn mì gà cay hồng nam tính và uống nước suối. Ăn. Còn mình thì ra suối ăn mì trộn. Là vì em. Còn buổi trưa thì mình ăn bánh caro các bạn. Mình có một bịch luôn. Bánh caro trúng xe. Và mình thấy là bánh caro có chương trình trúng xe vậy đó các bạn. Oh my god. Mẹ em dùng gan nghỉ ăn rồi. Dạ. Quay chắc em là người nhện. Rồi, vậy ăn mì. Sao mọi người ai có mì hết rồi. Tú ăn gì Tú? Em hả? Em ăn một bịch bánh caro, một trái xoài, muối, xúc xích với một cái trứng. Cũng hiểu tên nữa. Năm 1962 lần anh. Wow. Còn bé Hương thì ăn bánh mì sandwich. Còn mình ăn bánh mì sandwich, phết ba tê gan, kèm tất cả các loại hạt. Uống nhẹ nhàng một lon coca bé tí. Coca mà không có đá luôn đâu ngon đâu. Đây có phủ đá nè. Cho luôn hả anh? 50 ngàn. Quan trọng tấm lòng anh ơi. No. Không sao, chơi gà, uống chơi. Vô. Vô. Ok, nói chung là bây giờ là tụi mình sẽ ăn trưa. Ăn xong rồi tụi mình sẽ trải nghiệm tắm suối. Suối này khá là lạnh luôn các bạn. Review luôn nha. Wow, mình thấy nguyên một cái cây toàn là lan không các bạn. Lan rừng. Đây các bạn, cái lan này nó bông bông nó rất là lạ luôn nè. Tự nhiên có cái nhánh vậy nè. Có chút xíu à, đây chút xíu à. Chút giá 3 tỷ. Em chút giá 3 tỷ hả? Chút giá 3 tỷ. Trời hết luôn. Ok, bây giờ tụi mình sẽ tắm suối nha bạn. Ở đây phát hiện ra một cái bãi sụp nè. Làm cầm thử đi. Vậy không quá. Làm thử em. Oh my god. Yếu. Đây. Ôi trải nghiệm nè. Để mình vô bãi sụp nha các bạn. Cái này gọi là bãi sụp thiên nhiên. Giá 2 lý đồng. Đúng rồi, nằm cái đầu cái đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, nằm xuống. Quá rồi trời. Có lạnh như Đà Lạt vậy. Lạnh quá. Trời ơi. Đã quá. Trời ơi, nó lạnh quá các bạn ơi. Cần gì ra Đà Lạt. Đây bạn nhìn mới da gà là biết là nó lạnh cỡ nào nhé bạn. Quá lạnh. Ở dưới suối này có khá là nhiều mấy con cá rỉa chân luôn bạn. Khoảng mười mấy con đang rỉa chân mình nè. Để quay cho bạn xem nha. Đó rồi. Đúng rồi anh, thì nó bị quá trời luôn anh.
Mẹ em cầm máy quay quay luôn em. Đây đây đây, để em bắt lên cho. Mày thấy nè, con này được giết tao nhé nha. Thấy hình? Đó, nói này, nói này, nói này. Đây. Quá đã rồi, quá đã rồi, đúng rồi. Cái gì lạ quá ta. Cái hầm tầm bài cái gì. Thôi rồi. Đã, làm đường cua nè, đâu lên đây luôn cua đá nha bạn. Lên đây luôn tốt. Ủa sao con này càng nhìn đã vậy, thịt không á? Ờ, cô này cua suối nha bạn. Rồi ăn sống luôn á. Ủa, rồi hiện tại là 5 giờ chiều và cái khách của tụi mình đã được 9 tiếng rồi các bạn. Và các bạn chú ý cái góc phía bên đây của điện thoại nè. Nó có 4 dấu chấm luôn các bạn ơi. Không có sống. Đó là đó chính là lý do mấy thằng cu này nó ngồi đây nó ngắm cảnh ngắm suối rồi không một tí sống để dành bấm điện thoại luôn nha các bạn. Quá là buồn. Thật ra tụi em cố tình đó. Nên bây giờ là tụi mình sẽ biểu diễn câu cá. Mọi gì á, mọi gì á? Một bánh mì. Ok. Em sẽ đợi. Mình sẽ thả câu nha các bạn. Phía đằng đây các bạn thấy có cái mấy cái phao, cái lưới mà tụi mình đang thả lưới nữa các bạn. Thử xem là có cá, có lưới gì không nha. Có phao gì không nha. Sao không có cá đâu ăn hết rồi. Trời ơi, nó nỉ. Đây, ngàn nó bắt được con tép. Trời ơi. Bự bằng con út mình luôn các bạn. Ôi sao nó đừ quá vậy? Cái gì bắt thôi mà. Oh my god. Rồi ăn sống luôn em. Rồi đem cho kẹp thôi. Rồi cho kẹp. Mồi. Chờ Bảo câu đi, hay xin tép để bắt được cá. Ok anh. Đây. Mình bắt được nguyên con tép. Gọi là tôm tép Alaska luôn các bạn. Không biết máy quay thấy không. Rồi ok. Siêu to khổng lồ luôn. À, hồi xưa cách đây khoảng chừng 50 năm trước mình nghe kể là những người mà đi đồng mấy bạn đói á bắt tép hỏi cái đỏ ra ăn à. Rất là dễ. Còn đây là con tép bé tí luôn, lẽ mình hỏi không được mấy bạn hơi hở cũng lửa rồi anh thấy nó đỏ rồi đỏ lòm luôn đúng rồi. Chỉ có người thông minh mới thấy được thôi. Quốc Anh không đủ xe cân con nó ăn hơi dụng vậy. Nó y như là ăn mấy con ruốc vậy á. Còn ăn như vậy. Ok, bây giờ tụi mình bắt đầu ăn chèo với bạn. À, ở đây có một cái dòng suối nó khá là trong các bạn. Đây. Các bạn nhìn thấy nước trong khe luôn. Mình có thể dùng nước này để nấu ăn được luôn các bạn. Nấu sôi lên là có thể nấu ăn được luôn á. Ok, tụi mình quay qua bên đống lửa trại để ăn chèo nha bạn. Nói chung là bây giờ đơn giản là tụi mình sẽ hấp nấu nước rồi hấp cơm rồi các kiểu nha bạn. Cũng là cái đám tụi mình là đa số là sẽ ăn cơm các bạn, cơm mà cơm ăn lì hâm nóng lên và ăn thôi, sau đó ăn với lại cà ri. Còn dĩ ăn mì, chỉ có duy nhất là cô ăn là hôm nay là biểu diễn kỹ năng làm cơm lam. Trước mình từng làm lý và cắm trại tinh núi một sao với bùi sao ăn biểu diễn ăn rất là ngon nha. Nên nay ăn bị diệt tiếp. Trước em. Đây là gạo nếp nha các bạn. Này là ăn nó ngâm rồi từ sáng rồi các bạn ơi. Giờ chỉ việc nấu và ăn thôi. Wow. Cơm cà ri quý tộc. 5 sao. Đó. Xíu ngại xúc xích. Vô anh. Vô. Ừ. Đó, trời ơi anh nhìn. Tao đi gần cái lời tao phải ăn cơm như vậy nè các bạn. Các bạn ăn mì. Ừ. Vậy quá chán. Mì xíu mại. Ăn cơm chắc bụng anh. Quá ngon luôn. Nói chung là lý hôm nay chỉ đơn giản là đi gần thôi bạn nên không có review đồ ăn nhiều nha. Đặc biệt là bây giờ mình sẽ chờ cơm lam của con ăn chín. Chắc sáng mai đó là ăn là vừa nha các bạn. Sáng mai ăn sáng nha. Dạ, vâng anh. Rồi, tại tối thì tụi mình quyết định đi bắt tép, bắt cua nha các bạn và hâm lưới nha. Ừ. Ừ, có cá hả? Đâu. Đâu. Ừ, bắt vô tranh coi thử coi. Cá sức môi anh. Ờ, cái môi nó bị sức thiệt nè. Đâu. Nè. Cái mỏ nó bị sốt thiệt. Con cá này cái mỏ nó ngộ đó bạn, cái tên cái mỏ dưới cái mỏ nè. Rồi, con cá nó bự chừng hai ngón tay các bạn. Những cá đầu kiến nha anh. Nè, cái mỏ nó tút ở dưới đằng trước bạn ở trên đây. Hắc não. Cá nó nhảy. Trời ơi. Ừ.
cá chục con luôn. Đây quá trời luôn các bạn ơi, một đống cá luôn. Quá nhiều. Thì gỡ ăn mệt nghỉ luôn á Tú. Chập bá luôn các bạn. Con này bự cũng ba cái tay nè. Đâu quay rồi đó. Cá nhìn da đẹp quá anh. Ok. Rồi tình hình là cơm lam của cô ăn nó chín nha bạn. Và cá cũng nướng xong luôn rồi. Ra suối trải nghiệm ăn thử nha. Wow. Đi thôi. Cá suối nha bạn. Cá suối. Wow. Đây cá mỏ bị quét. Cái này mình tưởng là cái mỏ nó ra, cái mỏ nằm dưới đây nha bạn. Nó như cá đầu kiến vậy. Thử ra thử có nhiều xương không. Mình ăn vậy luôn hả? Ừ. Có xương. Ừ, xương nhiều quá à. Xương li ti li ti. Nhưng mà cũng thịt cũng nhiều lắm. Ngọt anh. Như cá rô bạn nhiều xương li ti li ti lắm. Mà thịt ăn nghe ngọt ngọt đắng đắng nha, nghe bụng nghe đắng đắng. Trải nghiệm cơm lam nào. Nói chung là cá này ăn không ngon lắm rồi. Lạ thôi à. Tiếp theo là cơm lam. Cơm lam thì mình sẽ ăn chung với cà ri nha các bạn. Wow. Lấy một ít cơm lam chấm vào cà ri của mình. Tuyệt vời. Hiện tại là gần 9 giờ tối. Và tụi mình đã ở trong rừng được khoảng 13 tiếng rồi nha các bạn. Vừa mới ăn cá xong á, kết quả là chán không gì làm nên tụi mình quyết định bây giờ là sẽ đi săn đi các bạn. Ở cái con suối trong rừng này á, ban đêm là chúng ta sẽ có là cua đá với lại mấy con tép các bạn. Tối nó ra ngoài rất là nhiều. Bây giờ tụi mình sẽ đi săn đó nha. Ở dưới đây có nè anh ơi. Đây con tép nó ở đây nè các bạn ơi, mình sẽ lụm đầu nó nha. Con tôm. Tôm càng xanh. Bắt rất là dễ các bạn. Đây. Con nó ngu nè. Tôm càng xanh nha các bạn. Nó tươi luôn nha. Tươi luôn. Biểu diễn ăn tép tại bàn nha. Rất là ngọt thịt luôn các bạn. Nên trải nghiệm nha, đi suối nên trải nghiệm. À, con tép chà bá luôn các bạn. Ồ. Ngon. Quá đã. Đâu anh quay coi. Đúng rồi, nắm cái nó hai càng nữa. Đó rồi các bạn nhìn kìa. Con tép bự bự ngốc út. Hồi nãy em ăn thử anh, ngọt nhát à. Rồi nó đỏ nè anh. Ê, đỏ thiệt nè. Đỏ. Ok đỏ. Ăn mình thôi hả? Không ngọt thiệt. Phí phạm. Nguyễn Nghi hơi tinh tinh. Đây tụi mình tìm được con ếch rừng nè bạn ơi. Con em nhảy luôn kìa. Thôi gọi đèn cho nó, gọi mặt nó cho nó thấy đường. Đó mấy con ếch này nó gặp đèn nó ngu lắm các bạn. Ồ. Ai thôi. Đó. Chụp liền luôn. Chụp. À. Đây. Đó. Ghê. Ok, sau chuyến đi săn thì tụi mình tổng kết nha bạn. Đây, đổ ra cây. Gì ếch nhảy hả? Ở sao nước nhiều dữ. Sao đi mọi người. Sorry. Hồi nãy ăn á bạn, nó cầm bóng tre đây cái nó chụp hết. Cái sảy hết rồi. Trơn quá, ở đây trơn hột luôn á. Sảy hết của Hương rồi. Đây em bù lại mấy con cua nè. Kết quả là tụi mình bắt được nhiêu đây tôm nha bạn. Tôm núi. Tôm rừng. Con tôm rừng. Và nhiêu đây cua. Con tôm chà bá luôn. Cua hắt cua ghiền tôm. Con tôm bự kìa. Cua tôm. Đó, thấy tôm em bắt chưa. Càng đó các bạn. Tôm càng đen nha. Quá từ heo bự dữ à. Cua bự nhất là con cua này nè. Con cua này nó bự khổng lồ luôn các bạn. Được 3-4 con cua. Một đống tôm luôn. Rồi. Hấp. Rồi tình hình là dĩ đi rừng ngoài đầm rẫy các bạn. Nó phát hiện được một cây ghiền nha. Nó là chuyên gia của ghiền. Nó dành tới mấy cây ghiền các bạn. Nhưng mà ghiền này là ghiền gừng nha. Ăn cái bò tân trắng này các bạn. Hôm. Cay này. Nhưng mà hôm nó mình đã lắm. Nó hôm mùi lạ lắm ha. Đúng rồi. Ăn trắng rồi một cái rồi.
Anh thấy anh nghĩ trong đầu em không? Nó cay mà nó tơi cái đầu lưỡi luôn bạn. Cái này phải ai nó cay hơn cái mù tạt luôn á. Mù tạt thì nó sặc, cậu này nó cay mà nó tơi đã lắm ha. Đặc sản của anh. Ok, tụi mình sẽ làm món tôm hấp ghiền các bạn. Tôm cua hấp ghiền. Dạ cay. Mà hé lên đó. Mấy con này nó không biết cái này là gì vậy, nó vẫn còn vui đùa kìa. Nó chưa biết rồi nó. Rồi ok, đây đáp lại. Đây tụi mình biểu diễn thành công rồi nha các bạn. Tôm mùi củ ghiền. Tôm cua gừng hấp củ ghiền. Bà ơi. Con bự nhất rồi. Tôm hùm. Đây con cua nè bạn. Cua nha. Ê. Trời ơi. Tôm luôn. Trời ơi tôm hùm đây rồi. Đây giống tôm. Giống tôm hùm đất quá. Ố. Nó. Giống tôm hùm đất đó các bạn. Đây mình sẽ bỏ đầu ở đầu của đàn là gạch xong. Công nhận giống thiệt. Ăn thử cái coi. Trời nó nguyên thịt luôn á anh. Wow, wow. Nó ngọt thịt lắm. Rất ngọt thịt luôn á. Tôm ngọt ghê luôn. Thở cái càng ngọt kìa. Nó càng cú ngọt thịt kìa mấy mẹ ơi. Cứng quá à, cú đá càng cứng quá à. Nhưng mà thịt nó ngọt. Rồi sau khi ăn hải sản xong thì tụi mình đi ngủ với bạn. Và có tất cả là 7 cái võng và 1 cái liều. Nói chung là cu dĩ là nó sẽ ngủ một cái võng quân đội nha bạn. Võng này khá là tốt diện tích của cái ba lô luôn. Nhưng mà nó thích ngủ ngon các bạn. Có mụn nè. Rồi phía bên đây thì cu toàn cũng ngủ như dĩ luôn nha bạn. Có tôi ngủ không em? Có anh. Đã à? Tôi cũng màu đen hả? Đúng rồi, ngủ ấm. Rồi phía bên đây thì cu ăn. Cụ tôi ngủ màu giống như là mấy cái gần ghi các bạn. Cu toàn luôn anh, vậy giống toàn luôn. Và có mái che và có cả mùng nha bạn. Còn nội Tú thì giờ nó nấu mì ăn hả Tú? Đúng rồi anh, đói bụng quá. Nó ăn liên tục luôn các bạn. Mới cu xong giờ ăn mì nữa. Nó thì đang ngủ trong cái liều này nha bạn. Liều một người. Liều này thì mình review ở clip 50 giờ trên đảo rồi nha. Tiếp theo là cái giọng của Caraman. Rồi bên đây là cái giọng của cụ Đại. Còn phía xa xa gần cái con suối thì là cái căn liều khá thú vị. Và cái giọng của con Hương nha bạn. Giọng nó không có mái che luôn. Nó đâu không có mùng nha. Cần gì anh. Sinh tồn mà. Và cuối cùng là mình thì cũng y như Hương nha bạn. Mình sử dụng túi ngủ và cái võng không có mùng nha bạn. Máy che thì mình xài ké dĩ với anh Toàn. Được cái là mình có cái gói bung nữa bạn. Không có lấy cái gói kia của mình được. Nó sẽ khá là tốn diện tích đó bạn. Ok, nói chung là tối nay nếu mà có mưa bão hay gì đó thì mình sẽ cập nhật sau. Bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Rồi trời sáng mấy bạn ơi. Tối hôm qua ngủ thì có túi ngủ thì rất là ok. Nó lạnh sương sương mấy bạn. Nhưng mà khi mà mình khuya mình khoảng 3-4 giờ mình dậy mình cởi túi ngủ ra mình đi đáy đi mấy bạn. Kết quả là nó lạnh khủng khiếp luôn nha mấy bạn. Rất là lạnh, bên ngoài rất là lạnh. Phải mặc áo gió quần dài vô mới ngủ được tiếp nha. Nói chung là tại vì ở chỗ này nó gần Bảo Lộc, Đà Lạt đó bạn. Nên nó cũng khá là lạnh nha. Rất là đáng để chơi và trải nghiệm luôn các bạn. Ok, bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng và chốt xem được bao nhiêu tiếng rồi nha. Rồi cu Vĩ cái bên tối qua ngủ ngon không em? Ngon anh. Anh không nghe em ngái xe lửa kéo tụi anh đi chơi hết rồi. Đâu, cứ tầm 10 sáng nó hơi lạnh xíu hơn anh. Không ngái được hả? Chứ tôi ngủ em rồi. Tôi ngủ đây mẫu nó hơi lạnh xíu hả? Đúng rồi. Phía bên mình thì có bé Toàn. Hello. Chưa dậy nữa. Được. Tối qua là ngủ được em? Được em, mà tự khuya nó lạnh quá anh. Bao giờ sáng lạnh à? Đúng rồi, phải chùm túi ngủ full đầu mới ngủ được. Rồi hiện tại là tụi mình đã chuẩn bị xong đồ ăn của mọi người hết các bạn. Và bây giờ đã được 8 giờ sáng. Thử thách đã được 24 tiếng rồi. Giờ tụi mình ăn uống các kiểu là điểm luôn nha. Và hôm nay là mình sẽ review sơ đồ ăn của từng người nha các bạn. Đầu tiên là cu Đại ăn gì em? Ăn mì trôi nước à? Mì xào trôi suối anh ơi. Đó. Nè cho mày nghe ăn nè. Oh. No. Sao chúng ta dính cái? Rồi à, ăn vậy luôn hả? À. Oh my god. Có sáng tạo em. Vừa ăn vừa hoặc vừa âu lo. Chỉ ăn. Đi kìa, đi kìa. Ồ, sáng tạo á.
Rồi tiếp theo là cô ăn gì mà chán dưới em? Dạ, sáng nay thì mình sẽ ăn ngũ cốc đầy đủ dinh dưỡng và tráng miệng là táo nha các bạn. Ngũ cốc mình bỏ trong cái ống tre. Quá là sáng tạo. Quá gừng gú luôn em. Rồi Hương ăn gì nhìn chán quá, cá phơi hả? Sáng nay mình sẽ ăn khô mực nướng que te. Khô mực nướng, ở đây không bao giờ ai có khô mực hết á. Nhập từ biển rồi nha các bạn. Và uống trà, trà là để đây cho nóng. Còn đây là nước ngọt mình ngâm dưới suối, ngâm khoảng mười mấy tiếng rồi. Lạnh ngắt luôn á các bạn. Chịu đựng mười mấy tiếng rồi. Đậu hán. Quá đã. Còn dễ không trôi luôn hả? Không anh, em ngồi có cái kỹ này nọ nè. Dĩ bonsai. Với uống cà phê. Một người đàn ông quý tộc. Ở đây mình thấy có mấy cái cây này nó rất là nhiều đúng không bạn? Không biết cái cây này giờ chơi bonsai được không? Uống thành trái tim rồi nè. Ồ, rất là dẻo luôn các bạn, mình thấy uống thành trái tim luôn á. Ừ, mày uống thành cái tám luôn cũng được, cái này nó rất là dẻo các bạn. Đây, là cái hồng lọng luôn á. Rồi bé Toàn ăn gì chán với em? Sáng mình sẽ ăn cháo thịt bò và xíu mại sốt gà với uống Monster. Đâu Monster đâu? Đó. À đây đây. Monster ngâm nước hả? Trời ơi, uống Monster rồi sao ngủ. Thì uống giật tỉnh chút còn về anh ơi. Tình hình là cô Tú là mấy bạn biết rồi, biệt danh của nó mà. Chú Tệ còn ngủ mà. Giờ nó còn ngủ, mấy bạn 8 giờ còn ngủ. Chắc là có mấy thử thách là người cuối cùng mà gần ngủ, mình nghĩ chắc là Tú nó thắng đó các bạn. Chắc vài bữa là mình sẽ set up làm kèo quá. Nó ngủ gì mà nó ngủ riết đó các bạn. Ngủ không thèm ăn luôn á. Chắc nó ngủ đủ 25 tiếng đi về luôn khỏi ăn. Rác là tụi mình là clip cắm trại nào tụi mình cũng dọn rác lại các bạn, không có giờ xả rác nữa các bạn, không cần bình luận đem rác về đó các bạn. Tại vì tụi mình đã cắm trại là 7749 lần rồi, quá là nhiều rồi. Rồi trưa thì mình dán món cũ các bạn, mình hạn chế đem nhiều á. Nên mình vẫn ăn món cũ, cơm cà ri. Món này chúng ta chỉ việc hấp nó lên và ăn thôi. Trời ơi, như ông nội ơi. Nhưng mà không sao đâu. Rất là ngon các bạn, dù nó cái hình dáng nó không có đẹp mắt nhưng mà rất là ngon. Hay là đứa hay là đứa béo. Thơm béo, cay cay. Và mình review chai gì vai mình ngâm từ lúc mình vừa mới đặt chân tới đây luôn nha các bạn. Nó lạnh lạnh nhưng mà nó không lạnh lắm nè. Đà Lạt thì lạnh hơn. Ừ. Mọi rất là tuyệt, mát lạnh luôn. Đâu, em thử cái. Nè em. Bởi vì nó nóng thôi đúng không? Ừ. Sạn này lắc cục lên là đừng lừa ai hả? Cái cục sạn qua nó bự như mấy cục đá ở đây vậy mà em đùi lừa anh hả? No no. Ok. Đây tụi mình đã đủ 25 tiếng. 25 tiếng 19 phút luôn các bạn. Ok, chúng ta vẫn còn 2 tiếng đi bộ về nhà nữa. Trời. Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tại đây các bạn. Clip hôm nay là trải nghiệm 25 giờ ở trong rừng. Rừng này là đi tới 2 tiếng mới tới được cái con suối này các bạn. Và trải nghiệm hôm nay là rất là vui các bạn, bắt những con cá suối, tắm suối rất là lạnh rồi các kiểu. Và đặc biệt là về khuya khoảng 3 giờ sáng thì nó lạnh rất là đã nha các bạn. Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tại đây. Bạn thích series 25 giờ ở những nơi của tụi mình thì để lại một like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo thì tụi mình ra những clip khác nha. Bye bye các bạn. Bye bye. One nap later. À, mệt à. Dạ, mệt quá. Ôi, con ngủ tới nơi rồi. Hành trình trở về quê nhà. Ô, quá đã. Quá mệt. Yeah. Chạy hót. Chúng ta đã trở về nền văn minh. Hình như là các bạn đi là đi nhanh hơn nha các bạn. Các bạn đi đi chậm hơn, bạn về đi rất là nhanh. Đây, đi khoảng 1 tiếng mấy thôi các bạn ơi. 1 tiếng mấy là mình ra khỏi khu rừng rồi. Ủa? Mình có thiếu ai mấy đứa? Không, bây giờ đủ, mình đủ rồi. Mà. Đủ luôn rồi. Vậy đi về, đi. Về thôi.